Sau một đêm giờ nước nó đóng thì có một con vịt này nó đứng trên đá luôn đó mọi người. Tôi chứ giờ là mặt khô là đóng hết rồi, mấy con vịt kia là giờ đi đâu hết trơn cả rồi. Oh wow, giờ là hồ là đống đá hết rồi. Ồ, sáng nay là nắng lên đấy nè. Đây là đứng ngay góc mấy con vịt lóng teo. Giờ nó mới từ đâu xa nó bắt đầu vô. Đây là cầu trắng thôi á. Yeah. À, ba con bắt đầu vô đó. Ừ. Không phải mọi người ơi, bà con này là bà con bình thường thôi. Nên đi đâu rồi, đi kiếm nó. Con này vẫn còn đây nè. Đầu kia thì đã bị đông rồi cho nên tập trung ở đây. Đầu này đã đông rồi đấy. Mặt ở trên hồ đông là
Không có con nào giờ tập trung rồi xuống đây. Nó lặng theo mà chắc quay không thấy rõ nó. Đây con số này. Tôi lần đây mà vẫn bám ở đây. Canada vũ sẽ tính nói rồi cái loài này chứ nó chiều lần nhiều loài này nhỏ hơn. Từng cặp nó lại với nhau. Cái chủ tiếng Nga chắc là loài tiếng Nga con luôn cũng ở trong cái góc hồ này. Tưởng cho nó ăn gì cho bên kia rồi mà ở bên này nó không biết hả, hết cho ăn rồi. Đây là ba cặp mà
Thôi chứ mày cũng kiếm xe ha. Người ta ra đoán á. Thôi đến mổ. Như vậy là lóng kéo rất là chắc mà đi à. Những con Canada giờ nó tới đây. Bày luôn. Hôm nay là thầy tháp CN Tower rồi đó. Bái tới bây giờ lỡ đầu trên đá đây, biết sao đây. Rồi hôm qua là đây là mới mộng mộng á, giờ chứ là dài rồi. Vịt ní là bơ vơ mình đấy.